điềm báo hiệu ngày tàn của đế chế Đại Ca Thầy. Trước hết là điềm báo hiệu ngày tàn của băng du đãng Sài Gòn qua vụ nội bộ chúng tự thanh toán lẫn nhau, với hậu quả hai tên đàn em thân tín của Đại Ca Thầy là Bồng và Thù bị bắn chết ngay tại sòng bài giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Trong số các sòng bài dưới quyền Đại Ca Thầy khi ấy, sòng Me ở quận 4 do Bảy Si phụ trách là sòng bài lớn nhất, nam cam xuất thân đầu tiên cũng tại sòng bài này. Nhất là từ sau khi nghe tin ông chủ chịu nhường cho Đại để y có phần hùn hạp tại nhà hàng Đại Thế Giới, các tay đánh bạc đổ về đây ngày càng tấp nập. Quân sư A Chó thường xuyên có mặt tại đây để kiểm tra tài chính. Hai tay em của Đại Ca Thầy là Thu và Bông chịu trách nhiệm bảo vệ địa điểm đang ăn nên làm ra này. Nhưng trước hết, phải có đôi dòng giới thiệu về Bảy Măng, nhân vật chính trong vụ thanh toán nội bộ. Bảy Măng là trung úy tổng nha cảnh sát nhưng chỉ là lính cảnh, để khỏi đi quân dịch, khỏi cần lãnh lương. Còn nghề nghiệp thực thụ của hắn là đánh bài. Xứng đôi với vợ của hắn là Bảy Quấn, chuyên môi giới gái mại dâm ở đường Nguyễn Du, toàn đạo nổi tiếng vừa trẻ vừa đẹp. Thoạt đầu chỉ chơi bài, nhưng nhờ mác sĩ quan cảnh sát, Bảy Măng được Đại Ca Thầy ưu ái cho hưởng phần lợi tức tại sòng bài theo tỷ lệ phần trăm. Một phần coi như thưởng công cho hắn đã nhiều lần giúp Đại Ca Thầy giao dịch với các quan chức. Về vấn đề ngoại giao, phải công nhận Bảy Măng có tài, lại nhờ mác trung úy cảnh sát nên dễ làm quen chỗ này chỗ nọ. Và thế là dần dần, Bảy Măng đứng núi này trông núi nọ, tranh chấp với A Chó, mong ngôi lên thành kẻ phụ trách tài chính cho Đại Ca Thầy. A Chó đâu phải ngu gì, đánh hơi được ngay âm mưu này của Bảy Măng, nên một mặt giáo giết đề phòng, một mặt chờ dịp ra tay. Không hiểu tại sao, thời gian gần đây, Bảy Măng chơi bài toàn gặp xui, thua cháy túi liên tiếp mấy ngày. Đến khoảng 10 giờ sáng hôm ấy, Bảy Măng lại nướng sạch tiền. Đang say máu gỡ gạc, hắn liền hỏi A Chó. Nị, bữa nay trích tiền lời phần trăm cho tôi nhé. A Chó lắc đầu. Đâu được giờ này, phải chiều mới có. Bảy Măng nổi nóng, đổi giọng. Vậy sao hôm qua không chia tiền cho tao? A Chó cũng lớn tiếng cự lại, còn ra vẻ khi dễ. Tiền tao muốn cho mày hưởng thì mày mới được hưởng. Nói thật cho mày nghe, tao muốn đổi mày lúc nào chẳng được. Đang thua bạc, tiền không được nhận, túi thì giống tuếch, còn bị chửi tè tua. Mà mình cũng đường đường là một đấng sĩ quan cảnh sát. Nghĩ rằng mình là phương diện quốc gia, Bảy Măng giận tím cả mặt, tè tè rời sòng bài. Về nhà lấy khẩu rulo mà tổng nha cảnh sát cấp cho hắn, lận vào lưng quần, tức tốc quay trở lại địa điểm đánh bạc cũ. Lúc ấy khoảng 11 giờ trưa, sòng bài đang lúc tàn sưởng. Đây là tiếng lóng của dân cờ bạc, chỉ lúc mọi người đánh bạc tà tà đợi thêm khách. Bảy Măng hung hung hồ sộc thẳng vào tuốt bên trong sòng bài, vì là khách quen nên chẳng bị ai cản trở, tay rút súng miệng quát, A Chó đâu? Nghe tiếng quát, lại có ai đó nói nhỏ giọng, nó cầm súng đấy. A Chó hồn vía lên mây, vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy theo ngã sau. Sòng bài vốn nhiều ngóc ngách, nên khi Bảy Măng sục sạo hết các phòng, thì A Chó đã cao bay xa chạy. Không những thế, do quá sợ, thoát khỏi sòng bài A Chó không dám chạy theo những con hẻm, mà nhảy đại xuống kênh nước Hồi Dình, toàn bùn sình, cứ thế cắm đầu cắm cổ, lùi càng xa nơi nguy hiểm càng tốt. Thu và Bông bảo vệ sòng bài, nghe nói Bảy Măng rực bắn A Chó, vội chạy tới cố ngăn cản. Tưởng tên trung úy cảnh sát này chỉ hù dọa, nếu có bắn cùng lắm cũng chỉ thanh toán đối thủ chính là A Chó. Thu nhào vô toàn ôm Bảy Măng lại, còn lớn tiếng chửi thề. Bộ mày điên, hết muốn sống rồi à? Ai dè, Bảy Măng đang nổi cơn điên thật, hắn không thèm trả lời mà trừng mắt đưa luôn họng súng ngay tam tình, là nơi ngang trán giữa hai lông mày của Thu bóp cò. Viên đạn ở cự ly gần xuyên qua óc Thu, khiến tên du đãng này đổ vật xuống dãy đành đạch. Bông thấy bạn ngã chết tại chỗ, sợ quá quay đầu chạy trốn, nhưng Bảy Măng đang say máu, chĩa súng nhắm ngay ót đối thủ, đoàng một phát. Đến lượt Bông ngã sấp, máu ra lênh láng, cả sòng bài hốt hoảng, nín khe, không ai dám ho hè một tiếng. Bảy Măng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai để bắn tiếp, hậm hực nhét súng vô lưng quần, lên xe gắn máy chạy thẳng vô tổng nha cảnh sát đầu thú. Nghe được hung tin, Đại Ca Thầy lập tức triệu tập toàn bộ các thủ hạ có súng, kể cả số mang súng hợp pháp như Sáng, Cu Quỳ, lẫn số mang súng bất hợp pháp, chuyên ăn bay như Hải Súng, Lâm Chín Ngón, Trương Khùng, Việt Parker, ra lệnh tỏa ra khắp hướng tìm kiếm Bảy Măng, hễ thấy mặt là bắn ngay không lôi thôi gì cả. Bọn chúng sục đến tận nhà riêng của Bảy Măng trên đường Nguyễn Du, vào các sòng bài, quán nhậu, vũ trường, nhà hàng, nhưng làm sao tìm ra thủ phạm, vì Bảy Măng đã xin được tạm giam luôn trong tổng nha cảnh sát, đã thế còn ở biệt ra một mình một phòng cho chắc ăn. Mặt khác, đám ma Thu và Bông được Đại Ca Thầy ủy nhiệm cho Bảy Si tổ chức rất long trọng,
nhạc Tây nhạc ta y xèo không dứt. Rồi cơn giận nguôi ngoài, từ từ Đại Ca Thầy mới biết bảy măng bắn hạ Thu vào bông chẳng qua trong cơn nóng giận nhất thời, còn kẻ hắn tính triệt hạ đúng ra là á chó. Nghe mọi người thuật lại đầu đuôi, Đại rút lại lệnh giết bảy măng, nói thôi thì tha cho nó. Nhờ vậy sau này khi bảy măng bị kết án 5 năm tù giam vì tội cố sát, nhốt tại khám Chí Hòa, hắn vẫn sống yên ổn với đám du đãng cũng bị bắt nhốt tại đây. Chết vì đùa với lửa. Cũng giống như một bộ phận dân Sài Gòn du nhập lối sống phương Tây, Đại Ca Thầy cũng rất mê nhảy đầm, cặp bồ với các văn nghệ sĩ, tài tử. Không chỉ đại ca giang hồ mà giới tướng lĩnh Sài Gòn cũng chạy theo trào lưu thời thượng này. Mà điển hình nhất là tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ. Một lần, Đại Ca Thầy tình cờ diện kiến Nguyễn Cao Kỳ, lúc đó là trung tá không quân trong vũ trường. Đại Ca Thầy không chờ được thói ngông nghênh, bị Nguyễn Cao Kỳ phê phán. Không ngờ, sự thể hiện uy quyền không đúng chỗ của Nguyễn Cao Kỳ đã phải trả giá bằng một quả đấm như trời giáng vào bụng. Giữa chốn đông người, Nguyễn Cao Kỳ dù tái mặt tức tối nhưng không thể làm gì hơn. Để không lùm xùm lớn chuyện, Kỳ đành im lặng rời khỏi vũ trường. Thời ấy, nhiều tướng lĩnh quân đội cảnh sát vì bất lực cũng có, mà vì đi đêm với thế giới giang hồ cũng có. Nhiều tướng lĩnh cũng không muốn dựa vào bọn du đảng để hậu thuẫn cho mình. Ngày ấy, sau trận hỗn chiến giữa Đại Ca Thầy với Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái, Nguyễn Kế Thế đã đưa Đại lên đứng đầu du đảng Sài Gòn. Rồi trận thu phục băng đảng người Hoa của Tín Mã Nàm đã làm cho Đại Ca Thầy lập nên một đế chế mà khắp Sài Gòn chẳng có một băng nhóm nào dám đối đầu. Bộ máy chính quyền Sài Gòn như cũng bất lực, tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ phải xuống nước mời Đại ra làm nhân viên công lực quốc gia. Rồi tướng cảnh sát sáu lẻo Nguyễn Ngọc Loan mời làm đại úy cảnh sát. Thế nhưng Đại từ chối tất, chỉ muốn làm trùm du đãng. Mỗi lần ra đường, Đại Ca Thầy và băng du đãng lại một phen khiến người đi đường khiếp vía. Hắn ngồi chiếm trệ trên băng trước chiếc Mustang bụi trần, theo sau hộ tống là cả chục tên đàn em phóng xe máy. Xe chạy xả ga, hú còi vô tội vạ, khiến mọi người hốt hoảng chạy dạt sang hai bên đường, trong khi đám lưu manh tha hồ vỗ tay cười hú hú. Sự ngang ngược coi thường luật pháp của Đại Ca Thầy và băng du đãng của hắn càng ngày càng làm cho các quan chức và cảnh sát ngụy mang tiếng cảm thấy bối rối. Vài lần Đại bị bắt và bị tống cổ vào khám như để trấn an dư luận, nhưng chẳng lần nào cảnh sát đủ bằng chứng để giam giữ hắn lâu, đành phải thả. Mà cũng có thể họ cố tình muốn thả Đại vì tên chủng du đãng này đã ăn chịu với rất nhiều quan chức Sài Gòn. Với bản tính cao bồi của mình, thay vì trị Đại về tội ngông nghênh coi thường pháp luật, tướng Nguyễn Cao Kỳ đã nghĩ ra cách mà ông thú vị, đó là chinh phục Đại. Biết Đại Ca Thầy đang tuổi quân dịch, tướng Nguyễn Cao Kỳ bèn cho gọi tên du đãng đến gặp Đại. Tướng Kỳ nói giọng bề trên: tôi biết anh là người có trí, nhưng luật là luật, anh không thể trốn mãi được. Về làm vệ sĩ cho tôi. Anh vừa khỏi đăng lính lại có quyền hành, muốn đi đâu làm gì mặc sức, mà khỏi bị ai thù oán. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, 3 ngày nữa trả lời tôi cũng được. Tướng Kỳ vừa dứt lời, Đại Ca Thầy đã trả lời ngay: dạ, cảm ơn thiếu tướng đã có thịnh tình chiếu cố. Phiền nỗi tôi đi đâu cũng có cả chục gác đầu cò hộ tống, giờ tôi lại làm gác đầu cò cho người khác, không lẽ để tụi nó thất nghiệp à? Tướng Kỳ bị chạm tự ái nhưng vẫn kiềm chế thuyết phục: làm vệ sĩ cho tôi, anh là nhân viên công lực của quốc gia, danh giá đâu kém cạnh gì ai. Là quý anh nên tôi mới bảo vậy, chứ nếu cần vệ sĩ tôi đâu có thiếu người giỏi. Đại Ca Thầy dứt khoát: dạ xin lỗi, tôi không hầu thiếu tướng được. Vậy là sau cái lần đấm thẳng vào bụng của Nguyễn Cao Kỳ ở vũ trường, Đại Ca Thầy lại có dịp diện kiến với tướng râu kẽm. Và lần này Đại Ca Thầy cũng ở thế thượng phòng trước tay tướng nổi tiếng là cao bồi này. Nguyễn Cao Kỳ không thu phục được Đại Ca Thầy, đến lượt tướng sáu lẻo Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc nha cảnh sát đô thành, thử ra oai với Đại. Tướng Loan đã tuyên bố đặt giang hồ ra ngoài vòng pháp luật, rồi cho mở trung tâm bài trừ du đãng đặt ở bên kia cầu Bình Triệu và lập biệt đội hình cảnh nhằm tiêu diệt các băng nhóm du đãng, do đại úy Trần Kim Chi làm đội trưởng. Nguyễn Ngọc Loan cho phép biệt đội hình cảnh được bắn bỏ bất cứ tên du đãng nào nếu thấy chúng gây án và chống lại cảnh sát. Vừa dương cây gậy, Nguyễn Ngọc Loan vừa chia củ cà rốt về phía Đại Ca Thầy, với mong muốn sẽ thu phục được tên chủng du đãng này, sẽ dĩ độc trị độc, dẹp yên nạn du đãng trên đất Sài Gòn chợ lớn. Nguyễn Ngọc Loan cho mời Đại Ca Thầy đến nha cảnh sát đô thành và nói: tôi sẽ nhận anh vào chức vụ đại úy phó ty cảnh sát quận 7, anh được toàn quyền hành động, nhưng phải giúp tôi tiêu diệt hết đám lưu manh du đãng. Đại Ca Thầy thẳng thừng từ chối: tôi xuất thân là du đãng, làm sao có thể quay lưng diệt du đãng được. Nếu tôi nhận lời, du đãng không chém, tôi cũng chết vì thân bại danh liệt. Nguyễn Ngọc Loan tiếp tục giàn mặt: anh không muốn nhận, tôi không ép, nhưng anh phải giải tán băng nhóm, không được lộng hành. Tôi không thể để anh làm gì thì làm. Tôi lệnh cho anh giải tán hết,
Nếu còn tôi, Du Đãng sẽ không có đất sống. Đại ca thầy trả lời: Giang hồ không có vua, tôi đâu có ra lệnh được cho ai. Cuộc gặp kết thúc, nội dung các cuộc gặp nói trên đã nhanh chóng lan truyền trong giới Du Đãng và tiếng tăm của Đại ca thầy càng nổi như cồn trong giới giang hồ vì dám vuốt râu hùm tướng Nguyễn Cao Kỳ và từ chối chức tước của Nguyễn Ngọc Loan bàn cho. Một tối nọ, Đại ca thầy dẫn cả chục đàn em đến vũ trường Olympia, một vũ trường sang trọng tại quận nhất. Mỗi khi binh tướng Du Đãng kéo đến, thường các em ca ve dồn đến tiếp đón nồng hậu. Phần vì khi ấy Đại ca thầy rất nổi tiếng, phần vì bọn hắn bỏ rất đẹp. Có thể nói vào thời điểm đó chỉ có hai nhân vật được các vũ trường đón tiếp long trọng hơn Đại ca thầy. Thứ nhất là Nguyễn Ngọc Loan, thường gọi là Sáu Lèo, giám đốc tổng nhà cảnh sát quốc gia. Sáu Lèo vốn mê Phương Dung, cô ca sĩ mới nổi được phong danh hiệu nhạn trắng Gò Công. Mỗi khi nghe Phương Dung cất giọng ca bài Ruột, nỗi buồn gác trọ, có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện phu quy, là Sáu Lèo khoái chí tử, tay gõ nhẹ lên bàn đánh nhịp theo bài hát và thế nào cũng lôi bằng được cô xuống ngồi chung bàn. Người thứ hai là Lưu Kim Cương, khi ấy đang là chỉ huy lực lượng không quân. Kim Cương thích Minh Hiếu, cô ca sĩ vốn xuất thân từ con một ông thợ hớt tóc nghèo tại Phú Nhuận. Bọn cận vệ đi theo Lưu Kim Cương vốn quen được các cô phụ nữ nuông chiều, thực ra họ nuông chiều Kim Cương. Nên hễ tới vũ trường là bọn chúng cua hết các cô gái đẹp nhất về bàn của mình. Nhưng tất nhiên, bọn lính tráng này tiền bạc cũng chẳng là bao, nên không thể bồ đẹp như dân giang hồ. Tối hôm ấy, thấy băng đại ca thầy kéo đến, ca ve dồn qua bàn của bọn hắn dễ có đến hơn chục cô. Không có gì lạ, bởi bữa này băng đại ca thầy đi nhảy đầm khá đông, ngoài chủ tướng còn có Hải Súng, Lâm Chín Ngón, Ngân Pô Côn, Phong Khùng, Bồn. Cả bọn còn đang tán dóc chưa kịp nhảy nhót gì, bỗng lại có nguyên băng không quân cận vệ của Lưu Kim Cương bước vào Olympia. Tối hôm đó, tay tướng không quân này mắc bận không đến vũ trường. Ngồi dễ đến 10 phút mà không thấy cô em nào sạch nước cản đến chăm sóc như mọi hôm. Đã vậy, thiếu úy Hải, thường gọi là Hải không quân, một tên trong băng, vẫy tay mấy lần mà các em cứ làm bộ ngó lờ, nhí nhà nhí nhót với băng Du Đãng. Hải không quân không dằn nổi cơn bực bội, kêu má mì Thúy Tàu lệnh phải dẫn đào đến cho bọn hắn. Biết Hải không quân vốn rất khoái một cô vũ nữ đang ngồi chung với Hải Súng tên Lily, Thúy Tàu nói nhỏ cô này qua ngồi kế Hải không quân để tình hình bớt căng thẳng, vì má mì thấy hai băng coi bộ đang kền nhau. Ai dè Hải Súng vốn hay gây sự, vừa thấy đào rời ghế qua ngồi bàn bên cạnh, hắn lập tức xô ghế bước qua kiếm chuyện với Hải không quân. Ê, con này là của tao mà. Hải không quân lên tiếng. Bàn bên đó có nhiều gái đẹp quá mà, mượn đỡ một em không được sao? Không được thì làm gì nhau. Vừa nói, Hải Súng vừa nắm cánh tay phải của phụ nữ Lily đứng dậy lôi về phía mình. Đời nào chịu lép vế trước văn võ bá quan, nhất là người đẹp bên cạnh bị phỗng tay trên. Hải không quân vụt đứng dậy, nắm tay cô gái kéo lại, miệng chửi thề. Bộ mày ngon lắm à? Bị hai cao thủ cầm hai tay ra sức lôi kéo, đúng là châu bỏ húc nhau rồi mũi chết. Bỗng nhiên, biến thành mục tiêu cho hai thanh niên lực lưỡng thi triển công lực. Cô ca ve Lily đau quá, không biết làm thế nào cho phải. Miệng thét lên bè bè, thì Hải Súng đã nhanh nhẹn co tay lại, thúc cùi trỏ ngay chỗ mặt đối thủ. Và nhanh như chớp, cua chai rượu whisky Black and White đang uống dở trên bàn, nhắm thẳng đầu Hải không quân, quật xuống. Giả sử chai rượu trúng đích, chưa biết giữa hai thứ, cái đầu của Hải không quân hay chai rượu, cái nào sẽ vỡ thành nhiều mảnh hơn. Nhưng với phản ứng cực nhanh nhạy của con nhà võ, gã thiếu úy lập tức buông Lily, một mặt đưa cánh tay lên đỡ chai rượu, một mặt thọc tay vào bụng rút khẩu súng ra, quát lên: "Cho tụi mày chết luôn!" Miệng nói, tay hắn nhắm về hướng Đại ca thầy, đúng lúc tên cầm đầu Du Đãng đợm đứng dậy. Đại ca thầy vung chân đá bàn tiệc, lì, tách, chén, dĩa bay tứ tung, tay chủng Du Đãng vừa khom người, định lấy thế lao lên, thì viên đạn găm ngay vào chân. Thấy đồng bọn đã nhả đạn, gần chục tên cận vệ đi theo Hải không quân đồng loạt rút súng bắn tá lả. May thay, Thúy Tẩu nhanh trí cúp cầu giao điện, vũ trưởng vụt tối thùi, vũ nữ lạ oai oái. Khách khứa chạy tứ tung như đàn ong vỡ tổ, bọn lính hầu hết chỉ bắn lên trời ra oai vì sợ bắn lầm vào người hoặc sát thương lẫn nhau. Đại ca thầy kêu lên nho nhỏ: "Tao trúng đạn rồi." Khi Lâm Chín Ngón đến dìu hắn chạy xuống cầu thang, đồng thời Lâm cũng đánh liều, rút súng định bắn trả. Nhưng một viên đạn đã xuyên ngang qua bắp tay phải, khiến khẩu súng rớt xuống đất. Lâm Chín Ngón không thể sử dụng vũ khí được nữa, đành cố nhịn đau, dìu đại ca vòng xuống cầu thang phía sau, chuồn theo cửa hậu. Vừa may, Lành lái xe hơi đi tới, rước cả hai chạy trốn. Tuy nhiên, sau đó nhiều đàn em của đại ca thầy cũng bị cảnh sát truy bắt, tống giam vào bót. Thoát chết trước họng súng của cảnh sát, nhiều chiến hữu lại bị cảnh sát bắt giam. Đại ca thầy như biết điều hơn. Một buổi tối, hắn bao nguyên nhà hàng Paramount, mời đại úy Trần Kim Chi đến dự tiệc.
Đại ca Thầy mở lời: "Nếu đại úy chịu tha cho một số anh em của tôi vừa bị bắt, chúng tôi sẽ không quên ơn của anh." Viên đội trưởng biệt đội hình cảnh, cũng thuộc loại ngang tàng không kém gì đại ca Thầy, đã từ chối thẳng thừng. Ăn nhậu là nhậu, bắt là bắt. Nếu anh mời tôi đến đây là để mặc cả thì coi như tàn tiệc, tôi xin kiếu. Bình thường thì có lẽ máu côn đồ của đại ca Thầy sẽ nổi lên, nhưng do đang yếu thế nên đại vẫn nhỏ nhẹ. "Ồ không không, nếu đại úy không ưng thuận thì thôi. Còn hôm nay mời đại úy đến đây là để anh em vui vẻ. Mời đại úy cứ tự nhiên. Đêm nay toàn bộ nhà hàng này chỉ để phục vụ chúng ta. Đại úy đừng bận tâm làm gì." Sau đó không lâu, đại úy Chi sau giờ làm việc lái chiếc xe hơi mui trần màu đỏ đang chạy trên xa lộ thì bị một xe container cán dẹp lép cả xe lẫn người. Tài xế xe container bước xuống xem Chi đã tắt thở hay chưa rồi mới lên xe chạy tiếp và biến mất. Vụ án không tìm ra thủ phạm này khiến có nhiều tin đồn rằng tàn dư của dân du đãng đã dàn cảnh giết đại úy Chi nhằm trả thù cho việc tài sĩ quan cảnh sát này đã lừa bắt đại ca Thầy. Cũng có người cho rằng Trần Kim Chi bị giới tài phiệt thanh toán, nghi án đến tận bây giờ vẫn chưa sáng tỏ và có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ sáng tỏ. Sau trận đại chiến này, Sáu Lẻo kiên quyết không nương tay với bọn du đãng nữa. 3 ngày sau, chế độ cầm quyền cũ tung ra chiến dịch truy quét sạch dân chơi Sài Gòn chợ lớn từ đại ca Thầy, Huỳnh Tì, Ngô Cái cho đến Hải Phòng Kin, Quậy Thấu Hào, Bắc Kỳ Chầy đều bị bắt sạch. Duy nhất Tín Mã Nam thoát nạn nhờ hắn thân với Trung tá Trụ, trưởng ty cảnh sát quận 5, chỉ mặt bắt từng người. Dấu chấm hết cuộc đời du đãng của đại ca Thầy. Tháng 8 năm 1966, tướng Nguyễn Ngọc Loan đã ra lệnh bắt tống giam đại ca Thầy với tội danh du đãng đặc biệt cùng với nhiều chùm du đãng khác ở khắp Sài Gòn. Hôm tướng Loan gửi giấy triệu tập tới, tên chùm du đãng vẫn nghênh ngang hỏi người đem giấy triệu tập: "Ông Loan mời tôi hay là bắt tôi? Nếu bắt thì đưa còng số 8 vào đây, còn nếu mời thì 30 phút nữa tôi sẽ có mặt tại tổng nhà cảnh sát." Viên đại úy đem giấy triệu tập đến cho Đại liền chạy về tổng nhà báo lại cho Loan biết, và đúng 30 phút sau thì thấy xe của Đại chạy đến. Đại vẫn nghĩ rằng như bao lần khác, tướng Loan mời hắn đến để thuyết phục hoặc cùng lắm là tạm giam vài hôm cho có lệ rồi lại thả ra. Thế nhưng tên chùm du đãng đã không thể lường trước được tình huống xấu nhất, đó là chuyến đi cuối cùng của hắn. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, Đại ca Thầy bị tống lên máy bay vận tải C-47 đưa thẳng ra giam giữ tại đảo Phú Quốc. Trước khi bước chân lên máy bay, Đại còn quay lại đấm một cảnh sát dập sống mũi chỉ vì nghe loáng thoáng người này nói một câu gì đó không hay về hắn. Cùng bị lưu đày hải đảo với Đại ca Thầy có một số giang hồ cộng cán như Bảy Si, Anh Vợ Năm Cam sau này, Lâm Chín Ngón, Hải Súng. Biết chuyến lưu đày ngoài đảo lành ít dữ nhiều, vợ của Đại treo giải 1 triệu đồng, sau đó nâng lên thành 1,5 triệu nếu ai đưa được Đại về lại Sài Gòn. Trên đảo Phú Quốc, Đại và nhóm chùm du đãng bị nhốt trong cái gọi là trung tâm hướng nghiệp do chính Nguyễn Ngọc Loan đề nghị thành lập nhằm bài trừ du đãng, chấn hưng đạo đức, thượng tôn luật pháp. Trại là những dãy nhà giã chiến, lợp tôn thấp lè tè, nằm trong rào kém gai bịt bùng, đặt cạnh sân bay Phú Quốc ngay tại thị trấn Dương Đông. Gọi là hướng nghiệp cho oai, kỳ thực đám tù suốt ngày chỉ ngồi ngáp vặt, đánh mặt trược mà không hẹn ngày về, chứ chẳng có việc gì để làm. Một hôm, đang đánh mặt trược, Đại ca Thầy bảo: "Gọi hướng nghiệp nghe chán bỏ mẹ, tụi mày đặt lại tên cho nó đi." Cả bọn đồng ý. Bác sĩ Nghiệp, một tên du đãng có học, đề xuất: "Bộc Đại một con mặt trược, chúng con gì đặt tên đó." Đại ca Thầy cua được con cửu sừng, vậy là trung tâm hướng nghiệp Phú Quốc nghiễm nhiên trở thành trại cửu sừng và chết tên từ đó. Trại cửu sừng chẳng những không hướng nghiệp được đám du đãng mà trái lại, nơi đây đã làm cho chúng kết tình huynh đệ sâu nặng hơn, để sau này khi được thả về đất liền, chúng tiếp tục trở thành những băng nhóm du đãng còn dữ dội hơn trước lúc ra đảo. Toàn bộ đám du đãng bị bắt đưa ra đảo như Hải Súng, Hoa Áo Thun, Lâm Chín Ngón, Bảy Xì, Hỏi Phòng Kin, Thanh Tưa, Quẩy Thấu Hào sau này đều là những tên du đãng cộng cán nhất của Sài Gòn chợ lớn. Trại cửu sừng như một con dấu để xác nhận đẳng cấp giang hồ của những tên du đãng. Tên nào từng ngồi ở trại cửu sừng sau này nghiễm nhiên trở thành đàn anh, được những tên du đãng trong đất liền nể phục, tôn làm đại ca. Duy chỉ có Đại ca Thầy là ngoại lệ. Người vợ cuối cùng cũng là cuộc tình sâu nặng nhất của Đại ca Thầy, tên là Nhân, con gái chủ tiệm đồ gỗ Đồng Nhân, nổi tiếng nằm trên đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện với vũ trường Olympic. Chính trong những ngày tới đập phá vũ trường Olympic, Đại đã lọt vào mắt xanh của cô Nhân bởi tính khí ngang tàng mà nghĩa hiệp của Đại. Khi Đại và đám đàn em bị tống ra đảo Phú Quốc, Nhân ở lại Sài Gòn, biết chắc loại tù không án như chồng mình khó có ngày trở về. Cô Nhân cùng anh trai treo số tiền thưởng 1,5 triệu đồng, là số tiền cực lớn lúc đó, cho ai có cách cứu Đại ca Thầy đem về đất liền.
Món hời này đã được Đại tá Long, một sĩ quan thuộc lực lượng hải quân, chỉ huy tàu tuần lưu, nhận giúp đỡ. Đó là vào đầu tháng 1 năm 1967, Nhân có mặt trong đoàn thân nhân ra thăm nuôi đám du đáng bị nhốt ở trại Cửu Sừng. Gặp Đại ca Thầy, cô báo cho chồng biết đã lo xong việc tổ chức cho Đại ca Thầy vượt ngục. Theo kế hoạch, đám lính gác sẽ làm ngờ cho Đại ca Thầy và một số đàn em trốn ra khỏi trại. Một xuồng máy chờ sẵn dưới bãi biển để đưa đám tù ra khơi, rồi có tàu hải quân do Nhân thuê sẵn từ trước rước Đại về đất liền. Theo đúng kế hoạch, Đại ca Thầy và một chục đàn em trong đó có xì kíp, lắm mổ bụng, hung mỏ chuột, hải súng và lâm chín ngón cùng vượt ngục. Nhưng đến phút cuối cùng, Đại ca Thầy theo lời hải súng tham mưu quyết định để lâm chín ngón ở lại vì tính lâm lóc chóc dễ làm bể chuyện. Để cho an toàn, trước giờ khởi sự, Đại ca Thầy gọi lâm chín ngón đến và bảo: "Mày phải bỏ xì ke đi, hại lắm. Tao trích cho mày một lần cuối cùng, sau đó là phải trừ hẳn, nếu không đừng trách." Đại đã tự thay trích cho Lâm một mũi gấp đôi bình thường do chính tay hải súng pha chế, có độ thêm một ít tân dược để tăng nồng độ nhằm làm cho Lâm phê thuốc ngủ say, bảo đảm an toàn cho chuyến đi của cả bọn. Đúng 12 giờ đêm, ngày 7 tháng 1 năm 1967, Đại ca Thầy dẫn cả bọn đàn em đào thoát ra ngoài. Theo sự phân công của Đại ca Thầy, đám tù trốn chạy chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất gồm 5 tên đi trước để nghi binh. Tốp thứ hai có Đại ca Thầy và hải súng chạy theo hướng bờ biển. Thế nhưng, khi cả hai tốp vừa vọt ra khỏi vòng rào thì phía trại báo động inh ỏi. Tốp thứ nhất gồm xì kíp, hùng mò chuột bị bắt lại ngay. Đại ca Thầy và hải súng vội đổi kế hoạch chạy vào khu núi tượng nơi có quân giải phóng hoạt động. Cùng lúc có tiếng của nhiều chiếc máy bay trực thăng trên đầu, cùng ánh sáng của hỏa châu sáng vàng vặc, nhiều loạt đạn từ máy bay bắn xuống, người ta còn nghe thấy nhiều tiếng la hét vọng ra từ rừng sâu. Kể từ đó, không ai còn gặp lại Đại ca Thầy nữa. Có lẽ hắn đã bỏ mạng vì những loạt đạn lúc nửa đêm trên núi tượng, rồi rơi xuống vực sâu nào đó mất xác. Lúc đó, dư luận ở Sài Gòn đặt ra nhiều khả năng về sự biến mất của Đại ca Thầy, như hắn đã trốn thoát rồi vượt biển qua Campuchia, đi luôn ra nước ngoài lánh nạn. Cũng có tin đồn Đại ca Thầy đã lần về được Sài Gòn và sống ẩn giật với vợ là cô Nhân. Lại có đầu óc tưởng tượng phong phú hơn khi đặt ra giả thuyết Đại ca Thầy bị các chiến sĩ giải phóng trên núi tượng cứu chữa vết thương rồi cảm hóa trở thành chiến sĩ giải phóng. Sau ngày giải phóng, hồ sơ về cái chết của Đại ca Thầy đã được làm sáng tỏ. Biết không trị nổi Đại ca Thầy, lại nhiều lần bị tên du đãng làm bẽ mặt, nhất là sau khi cái chết của Đại úy Trần Kim Chi mà ai cũng cho là do Đại ca Thầy tạo ra, chuẩn tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan rất hận, tìm cách loại trừ vĩnh viễn Đại ca Thầy. Sau khi bắt đưa Đại ra Phú Quốc, tướng Loan vẫn chưa có cách gì để tiêu diệt Đại mà không làm náo động Sài Gòn. Qua nguồn tin của đám lính thân cận, tướng Sáu Lèo biết cô Nhân, vợ của Đại, đang tìm cách lo lót tổ chức cho Đại vượt ngục. Nguyễn Ngọc Loan đã chỉ đạo cứ để cho Đại ca Thầy thực hiện kế hoạch. Đến giờ chót, theo lệnh của Loan, toàn bộ toán lính gác của trại hướng nghiệp bất ngờ bị đổi. Toán lính gác mới giáo giết truy kích đám du đãng đàn em, còn Đại và Hải chúng cố ý để cho đào thoát vào núi tượng. Sau đó, Loan cho một tiểu đội biệt kích do thiếu úy Trần Tử Thanh chỉ huy được trực thăng chở từ Sài Gòn ra truy kích Đại và Hải, bắn hạ chúng. Diệt xong, toán biệt kích phải đắp mộ, chôn không để lại dấu vết. Chính thiếu úy Trần Tử Thanh sau này đã từng huynh hoang khoe với nhiều phóng viên của một số tờ báo ở Sài Gòn trước năm 1975 rằng chính tay y đã nổ súng hạ gục Đại ca Thầy. Khá nhiều người cũng biết rõ ngọn nguồn sự việc, song trước khi ngụy quyền sụp đổ, không một tờ báo nào dám viết về âm mưu hại địch thủ của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Khá nhiều nhật báo xuất bản tại Sài Gòn vào thời điểm ấy đã loan tin giật gân sốt đèo trên sau đợt tổng tấn công của mặt trận giải phóng miền Nam năm 1968. Tin cho rằng Đại ca Thầy đã chỉ huy một cánh quân tấn công vào hướng tây bắc Sài Gòn và bị bắn hạ trước trại nhảy dù Hoàng Hoa Thám gần ngã tư Bảy Hiền. Có báo còn thêm tình tiết để bạn đọc có thể tin được, như người ta tìm thấy trong xác chết một hộp quẹt Zippo có khắc tên Trần Đại ở nắp, một cuốn nhật ký viết về tiểu sử đời một tay du đãng tự nhận mình là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết viết về xã hội đen của một tác giả nổi tiếng xuất bản ở Sài Gòn. Nguyễn Thụy Long, tác giả cuốn tiểu thuyết Long Mắt Nhung, được cho là viết về Đại ca Thầy. Khi đó đang là phóng viên một tờ nhật báo ở Sài Gòn, vừa nghe tin trên, vội xách máy ảnh chạy thẳng lên ngã tư Bảy Hiền, hỏi thăm bà con tại chỗ, tìm khắp khu vực quanh trại nhảy dù Hoàng Hoa Thám, xong chẳng tìm thấy bất cứ chi tiết nào xác nhận nguồn tin ban đầu trên. Xác của Đại ca Thầy không có, hộp quẹt Zippo cũng không, quyển nhật ký cũng không nốt. Thụy Long dò hỏi thêm nhiều nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh ở Sài Gòn hồi đó, nhưng không một ai ghi nhận thêm một tình tiết nào khác, cũng không ai chụp được bộ ảnh nào khả dĩ chứng thực nguồn tin trên. Nhằm chứng minh cho việc Đại ca Thầy đi theo mặt trận giải phóng miền Nam, có thêm một tin đồn, một trung tướng trong chính quyền Thiệu do rất có cảm tình với Đại ca Thầy đã đứng ra tổ chức chuyện vượt ngục cho Đại ca Thầy. Đại ca Thầy đã trốn thoát khỏi đảo, trở về đất liền, nhưng khi tàu chở Đại ca Thầy vừa tới Cà Mau thì gặp quân du kích, rốt cuộc
lính tráng trên tàu, lớp tử thương, lớp đầu hàng tình nguyện đi theo quân giải phóng. Trong số này có Đại ca Thay. Tin đồn trên là hoàn toàn vô căn cứ, vì như chúng tôi đã tường thuật rõ ở phần trước, Đại ca Thay vượt ngục nhưng chưa hề trốn thoát khỏi đảo Phú Quốc. Vì vậy, nguồn tin Đại ca Thay chỉ huy một cánh quân mặt trận giải phóng miền Nam tấn công vào hướng Tây Sài Gòn và bị bắn hạ trước trại nhảy dù Hoàng Hoa Thám cũng chỉ là một tin vịt. Phải chăng một sĩ quan quân đội Sài Gòn tên là Trần Tử Thanh đã giết Đại ca Thay? Những lời đồn đại đoán non đoán giả vẫn cứ loang ra mãi, đắp thêm chất huyền thoại vào cuộc đời và cái chết của Đại ca Thay. Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Chùm Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.